Xin chào tất cả anh chị em ha. Hôm nay mình sẽ review một số loại tiêu bản thôi ha. Nhưng mà những cái loại này cũng mới chứ không có cũ nha mọi người. Đã có vài tờ của hơi hơi cũ thôi. Rồi, mình sẽ giới thiệu cái tờ đầu tiên ha, cái tờ năm hào. Đây. Năm hào 1985, tờ này thì mới ha. 150.000 tờ mới nha mọi người. 150.000 một tờ rồi ha. Những cái loại bên mình cũ thì cũng tầm 100 mấy hết rồi, có những nếu mà cái tờ cũ nữa thì cũng tầm 80.000 một tờ nha mọi người, nó hơi cũ thôi. Còn tờ này thì 150 nè. Rồi mình sẽ quay cái tờ tiếp theo là cái tờ một đồng đập lúa ha. Tờ này cũng dạng là mới luôn rồi ha, rất là đẹp nha mọi người. Tờ này bên mình đang bán 150.000 một tờ ha. Bên mình vẫn còn 2-3 tờ gì đó, chứ cũng không có nhiều đâu, hình như 3 tờ á, được 3 tờ thôi ha. 150.000 một tờ ha. Rồi mình sẽ giới thiệu cái tờ tiếp theo là cái tờ một đồng này đi mọi người. Tờ này thì 40.000 ha, một đồng. 1964. Bóng chìm thì hình bụi trúc ha. Một đồng mấy cày nha mọi người. 40.000 một tờ. Rồi đến cái tờ 20 đồng. 20 đồng thì tờ này cũng mới lắm mọi người. 1976 ha, tờ 20 đồng 1976 nha mọi người. Thì cái giá tờ này thì 180.000 lận mọi người. Tờ này nó mới ha. 180.000 một tờ, tờ này. Rồi đến cái tờ 5 đồng 1958 ha. Đây là tờ 5 đồng. Tờ này thì bên mình đang bán 180.000 ha. Rồi đến cái tờ này luôn, 100 đồng 1955, 100 đồng mấy cày nha mọi người. 1955 in đợt đầu ha. Tờ này giá hiện tại thì 200 rồi ha. 100 đồng mấy cày nha mọi người. Rồi cái tờ tiếp theo là cái tờ cái tờ này cũng một đồng luôn mọi người. 5 đồng 1976. Tờ này thì 50.000 một tờ ha mọi người. 5 đồng 1976 ha, 50. Rồi đến 10 đồng, 10 đồng ôm lúa ha. Tờ này thì cái series là 332288, tờ này thì 180.000 nè. Rồi đến cái tờ tiếp theo là 10 đồng. 10 đồng 1958 nha mọi người. 10 đồng của mực đỏ ha. 180.000 thôi ha. Cho cái tờ này thì nó có một lần ố đen ở đây nè. Nó đen lắm mọi người. Nè, đó, nó hơi đen ha. Nói chung là nhìn cũng còn tương đối chứ cũng không có cũ mấy đâu ha. Rồi, đến cái 10 đồng 1976, tờ này thì 150 nè. Vôi kéo gỗ. Tờ này thì mới ha. Tờ mới chứ không có cũ nha mọi người. 1976 voi kéo gỗ ha, 150. Rồi đến tờ 500 đồng Trần Hưng Đạo, tờ này thì nó cũng hơi cũ chứ không có mới nha mọi người. Tờ này mọi người lấy thì mình để cho 70 ha. Rồi đến 50 đồng. 1955 in đợt đầu ha. Bộ Việt Nam Cộng Hòa 1955 in đợt đầu, tờ này thì tới 500 rồi mọi người ha. 500.000 một tờ ha. Nó cũng bị gấp rồi mọi người. Nó tuy mới nhưng mà nó bị cái đường gấp giữa nè, đó. Ngày xưa người ta sử dụng á, người ta gấp lại thôi. Mà nó còn rất là tương đối đẹp ha. Nhưng mà tiếc cái đường này nó hơi gấp nặng quá. 500.000 một tờ đó mọi người. Rồi đến 100 đồng. 100 đồng nhà hát Opera. Thì tờ này giá thì bên mình đang để 180.000 nha mọi người. Cũng không có mới lắm ha. Cũng tương đối là vừa vừa thôi. 50 đồng. 50 đồng dây leo. Cái tờ dây leo này thì nó cũng đắt nha mọi người. 350.000 một tờ nè.
Nó tương đối là cái ở đây là nó có một cái vết vết đen, cái vết dơ đó mọi người. Mà cái tương đối ở mặt sau là cũng rất đẹp ha. Mặt trước này nó hơi bị vết đen ở đây. 350.000. Rồi đến 50 đồng. 50 đồng này thì tờ này hơi xấu nha mọi người. Tờ này mọi người nào lấy thì mình để cho 60 thôi ha. Tương đối xấu, nó hơi xấu luôn. Còn cái tờ mới nữa thì giá còn cao nữa ha. Rồi đến 50 đồng 1976. Tờ này thì 70.000 một tờ ha. 200 đồng 1969. 200 đồng hoa văn nè mọi người. Tờ này 180.000 nè. Nó hơi bị cái vết ở đây ha. Vết ố mọi người. Giống như là nó bị cái bị trà hay cái gì rớt vô á. Nó nhiễu vô á. 180.000 nha mọi người. Rồi đến 5 đồng hoa văn. Loại này thì 40.000 một tờ ha. Tờ đẹp nha mọi người. Còn cái tờ xấu thì bên mình đang bán 20.000 một tờ. Mọi người nào lấy thì cứ liên hệ với mình ha. Đây là 500 đồng con cọp 1972, tờ này 120.000 ha. Cũ ha chứ không có mới nha mọi người. Nè, tờ cũ ha. 120.000. Rồi đến 200 đồng, 200 đồng bụi trúc. 200 đồng bụi trúc nha mọi người. Tờ này thì 250.000 một tờ ha. 200 đồng bụi trúc. Rồi chuyển qua 5 đồng, 5 đồng 1955 in đực 2 Long Phụng nha mọi người. Tờ này thì nó đang lên giá ha mọi người, tờ này tờ đẹp. Đẹp ha, 80.000 một tờ nha mọi người. Rồi đến tờ 5 đồng viện phát hành 1953, mặt trước là hình chân dung của vị Bao Đại ha. Mặt sau là cái bụi chuối, ở đây là bên đây là lũy tre, đây là cái dòng sông ha. Nói chung là dòng sông đó mọi người. Bóng chìm là hình cái đầu con hổ ha. Đây. Đầu con hổ bên đây ha. Cái tờ này thì 450.000 thôi mọi người. Nó bị một lần gấp ở đây ha. 450.000 ha. Rồi cái tờ 5 đồng, 5 đồng này thì 5 đồng này tuy nó còn mới ở mặt trước thôi ha mọi người. Nhưng mà mặt sau nó bị gấp nè. Tờ này 100 ngàn thôi mọi người. Rồi đến cái tờ 100 bạc. À cái tờ này tới 250 ngàn rồi mọi người. Rồi cái video này thì cái mã cuối cùng. Mã cuối cùng thì mình sẽ quay cái loại Đông Dương ha. 4 tờ Đông Dương nha mọi người. 4 tờ Đông Dương nè. 250.000. Đây, mình sẽ quay 4 tờ Đông Dương 250.000 cho mọi người xem ha. Đây là tờ Thủy Đình ha. Cũ bị rách nữa nha mọi người. Nè. Thủy Đình. Rồi đến tờ tiếp theo là cái tờ 10 xu ha, 10 xu ha. Một hào mọi người. Là 10 sen, 10 sen là ở trên đây. Ở dưới này là một hào ha. Cái bộ này là 1942 ha. Đó, 4 tờ nha mọi người. Đây là gò mối nè, 5 đồng gò mối. 5 đồng vàng nè mọi người. Rồi cái này là 50 xu. 50 xu ha. Trên là 50 sen. Nó khác với cái bộ này nha mọi người. Hai bộ khác năm ha, 539 với 542 ha. 50 sen, 4 tờ 250.000 nha mọi người. Rồi, video này dài quá, để mình quay qua video tiếp theo để mình quay thêm ha mọi người. Rồi xin chào tạm biệt anh em ha.